Kính chào quý bác tài, các anh chị và các bạn. Em là Mẫn Xe Tải. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị một cái dòng xe tải có thể đi vào thành phố 24/24. Đó là dòng xe tải van. Trước mặt của mình là dòng xe tải van trong ben X30 V2. Và bên phải của mình là V5. Có nghĩa là V2 là 2 chỗ, tải được 930kg. Và V5 là 5 chỗ, tải được 650kg. Hai con xe này đều giống nhau và có nội thất và ngoại thất giống nhau hết. Và mình cùng vào tìm hiểu con xe này như thế nào nha. Trước mặt của mình là có logo đông ben rất là đẹp và hai cái lưới tản nhiệt được viền chrome rất là đẹp. Hai bên của mình được trang bị đèn halogen tích hợp pha cốt xi nhan. Bên dưới mình có hai đèn sương mù rất là đẹp. Và mình có một cái lưới tản nhiệt màu đen rất là lớn để giúp cho động cơ làm mát rất là nhanh. Con xe này mình có động cơ là 1.5 lít. Động cơ của mình là động cơ công nghệ của Đức, theo tiêu chuẩn khí thải của Euro 4, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. 100 km của con xe này tốn khoảng 8 đến 9 lít xăng. Xe rất là mạnh mẽ. Phần lớp xe của con xe này là được làm từ cao su Mina và có thông số là 175R13. Xe mình có 4 lớp đồng nhất đều là 175R13 hết. Rồi, phía trước của mình xài hệ thống treo là hệ thống phuộc. Đây, hệ thống phuộc. Phía sau của mình tải hàng nên mình sẽ xài hệ thống nhíp. Đây, nhíp. Rồi. Con xe này của mình có 5 cửa. Hai cửa ở trên cabin và hai cửa ở khoang hàng và một cửa ở đằng sau khoang hàng. Đây, mình sẽ mở cửa. Đây là cửa trên cabin. Đây là cửa kéo ở khoang hàng. Đó. Mình xuống dưới, mình sẽ mở cửa ở đằng sau. Cửa này rất là lớn nha. Đây. Cửa mở rất là rộng. Cái cửa này rất là lớn nên mình sẽ có diện tích rất là rộng để lên xuống hàng nhanh gọn tiện lợi. Khoang hàng của mình có chiều dài là 2m, chiều rộng là 1m46 và chiều cao là 1m3, rất là rộng rãi. Phần sàn của mình là được làm bằng nhôm, có dập lá me để tránh trơn trượt. Phần vách mình có cách nhiệt, cách âm rất là tốt. Rồi, mình cùng là lên cabin xem thôi. Đây là phần cabin của con xe này. Đây là phần nội thất. Trước mặt của mình là có vô lăng 3 chấu, có logo của đông ben rất là đẹp. Rồi, phần tiếp theo của mình là có đồng hồ tốc lô, mình có km, vòng tua máy và đèn đồng hồ điện tử. Ở đây nó hơi tối để mình mở đèn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở máy lên xem cái đồng hồ điện tử này như thế nào. Đây. Rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ qua những phần khác. Xe của mình được trang bị radio và có máy lạnh nữa, rất là tiện nghi.
bên dưới mình còn có đồ châm thuốc nữa, mất tại hút thuốc thì có thể để thuốc châm thuốc. Bên phải của mình đây, mình có một cái hộp rất là lớn, đựng đồ rất là nhiều, tiện lợi. Xe của mình là có kính chỉnh điện nè, kính chỉnh điện, rồi tay lái trợ lực điện và phanh cũng là trợ lực, giúp bác tài di chuyển nhẹ nhàng. Xe của mình đi 5 số tiến và 1 số lùi, và mình có một cái gần khóa tay. Xe của mình có hai ghế, ghế của mình là có ghế mình là ghế nỉ, ngồi rất êm ái. Đây phần ghế rất là mềm mại. Rồi, như vậy là mình đã xem hết phần nội thất của con xe này rồi. Để mình báo giá luôn ha. Báo giá, con xe này mình có giá là 254 triệu. Mình chưa có giấy tờ. Bên em có hỗ trợ là mình vay 80%, mình có thể trả trước khoảng 80 đến 90 triệu là mình có thể nhận xe rồi. Thủ tục bên em rất là đơn giản, mình chỉ cần giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn, và giấy chứng nhận độc thân là có thể vay được. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái con xe V5, đây là xe Đông Anh V5. Mình sẽ xem phần nội thất thôi ha, bởi vì phần ngoại thất của nó đều là giống nhau hết. Đây chính là phần nội thất của con xe này. Vô lăng, mình sẽ mở đèn, mình sẽ mở đèn cho nó sáng. Mình cũng có vô lăng 4 chấu và có đồng hồ túp lô giống như vậy luôn. Mình còn có radio nè, rồi máy lạnh nè, hai chiều. Phần đặc biệt của con xe này là mình có 5 chỗ. Đây chính là phần ghế ngồi của con xe này. Rồi mình sẽ mở cửa sau nè. Đây, phần ghế ngồi của con xe này. Mình sẽ thêm được 3 ghế. Ghế của mình là bọc da sẵn rồi nha, rất là êm ái, đẹp. Mình sẽ xem phần khoang hàng của chiếc xe này. Chiếc xe này mình không có khác gì bên kia, mình chỉ khác cái chiều dài thôi. Chiều dài của con xe này là 1m4, chứa đồ chứa hàng được 650 kg, cũng rất là lớn. Đó. Con xe Đông Ben V5 này á, mình có giá là 293 triệu, 293 triệu. Mình có hỗ trợ trả góp và trả trước là khoảng 90 triệu. Hồ sơ cũng giống như vậy luôn, là cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn hoặc là giấy chứng nhận độc thân. Anh chị nào có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với số điện thoại trên màn hình, em sẽ giải đáp cho anh chị để mình có quyết định đúng đắn để mua một chiếc xe van. Video của em đến đây là kết thúc rồi, tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị vào video khác. Xin cảm ơn.